Bây giờ phân biệt điện thoại trung cấp, đặc biệt là mấy con điện thoại Trung Quốc, nó khó một cách khủng khiếp luôn. Nó làm cho chúng ta có một cái sự nhàm chán đáng kể. Và ngày hôm nay mình có một sản phẩm điện thoại cũng là trung cấp, nhưng mà lại không phải là điện thoại, nó chỉ là một thiết bị chạy Android mà thôi. Đây là chiếc máy Arbonic, model của chúng ta là RG552. Và đây là một chiếc máy chơi game tất cả các dòng game retro, và tất nhiên là chơi được cả những game Android nữa, bởi vì đơn giản là nó chạy Android 11. Ok, đây là một cái sản phẩm mà mình mượn đến từ shop Inui. Cái shop này thì ở dưới tận Thái Bình cơ. Và cái người anh này mang tên là Hào, cũng là một trong những người livestream. Đây là chiếc máy chúng ta. Theo như mình biết thì con máy này có mức giá là khoảng 5 triệu đồng, và nó hoàn toàn đang được chạy Android các bạn nha. Đây là củ sạc chuẩn PD và với cái công suất là 30W. Tất nhiên là chúng ta sẽ có đầy đủ những sách hướng dẫn sử dụng, và có luôn cả một cái cáp CC màu đen ở phía bên trong. Chúng ta không thể nào phủ nhận một điều, đó là cái sự phát triển của những chiếc điện thoại smartphone với những cấu hình cực kỳ mạnh thì các bạn có thể chơi rất rất nhiều tựa game khác nhau, đã đẩy những chiếc máy chơi game cầm tay đến từ nhà Sony hoặc là một vài hãng khác nữa đến bờ vực tuyệt chủng. Và đây, đây là một sản phẩm kết hợp giữa cả hai yếu tố. Nó là một chiếc máy thuần chơi game nhưng mà được chạy Android, đồng nghĩa với việc là các bạn vẫn có thể chơi PUBG, Free Fire, Liên Quân, Liên Minh, Genshin, không biết. Nhưng thôi, cái này chúng ta sẽ nói sau. Đây, cái sản phẩm là chúng ta xách tay từ thị trường Trung Quốc về mà thôi, ở mà hãng mang tên là Arbonic. Thực chất thì những cái gia công, những cái hoàn thiện và những cái trải nghiệm phím bấm của con máy này mình thấy khá là giống cái con Aya Neo Next mà mình có mượn từ bên Next Shop từ hôm trước rồi. Chỉ khác biệt một điều là con máy này chúng ta sẽ chạy Android với một cấu hình nó yếu hơn rất là nhiều. Còn với con này, với mức giá là khoảng 5 triệu đồng thì các bạn sẽ có những cái gì? Theo như mình trải nghiệm thì cái vẻ bề ngoài con này nó khá là cục mịch, nó khá là dày. Trừ có cái việc là mặt lưng của nó không được quá đẹp thôi. Đến thời điểm bây giờ có lẽ cái mặt lưng đẹp nhất thì mình phải dành cái lời khen dành cho Steam Deck. Chứ còn không có một con máy chơi game cầm tay nào, thậm chí là cả Nintendo Switch, nó lọt vào cái mắt xanh của thẩm mỹ của mình. Nó hơi dày một chút, nhưng mà so với con iPhone 11 này của mình thì nó dày khoảng gấp đôi nếu khi đã lắp ốp vào rồi. Tuy nhiên, cái trọng lượng của nó rất là nhẹ nha, khoảng 900g mà thôi. Tất nhiên là so với một con điện thoại chỉ vài trăm gram thì 900g là rất là nặng. Nhưng đây là con máy các bạn cầm hai tay, nên là khi mà mình có trải nghiệm và so sánh với một vài con máy như kiểu là Nintendo Switch hay kể cả con Steam Deck của mình nữa, thì cái trải nghiệm cầm nắm này nó vẫn khá là tương đồng. Thậm chí nó còn có cái cảm giác gì đấy là nhẹ hơn nữa. Chúng ta có đầy đủ phím bấm này. Đây là phím bấm theo layout của Nintendo Switch các bạn nha, với phím B ở dưới, phím A ở phía trái. Hai phím còn lại là phím X và phím Y. Hai cái phần cần analog này của chúng ta thì nó lại làm tương tự với những con PSP hay là PS Vita. Nó không đối xứng nhau như những cái dòng Nintendo Switch hay là những cái tay cầm Xbox. Chúng ta vẫn có phím D-pad này. Ở phía trên thì lại đi theo kết cấu của những con PlayStation, có nghĩa là R1, R2, L1, R2, chứ không phải là LB, LT giống như là những cái dòng Xbox. Đây không hoàn toàn là một con máy chạy Android các bạn nha, bởi vì khi các bạn mua về, chúng ta sẽ được boot thẳng vào hệ điều hành Linux luôn. Và nếu như các bạn muốn boot vào Android thì các bạn sẽ phải tháo một cái thẻ nhớ này ra. Sau đó khi boot vào Android xong thì các bạn sẽ lắp cái thẻ nhớ này lại để các bạn có thể tiếp tục chơi game. Chúng ta sẽ có một cái quạt gió rất là lớn ở đây. Tuy nhiên theo mình thấy cái quạt gió này nó chỉ hoạt động tốt khi mà các bạn boot vào bằng Android mà thôi. Còn nếu các bạn dùng Linux thì mình cảm thấy nó chạy cứ yếu yếu sao ấy. Lát nữa chúng ta sẽ nói thêm về điều này. Chúng ta sẽ có một vi xử lý đến từ hãng mang tên là Rockchip, một hãng khá là ít tên tuổi của Trung Quốc, với một cấu hình cũng khá là lỗi thời, bao gồm 6 nhân với 2 nhân Cortex A72 và 4 nhân Cortex A53. Và nhân đồ họa chúng ta sẽ là Mali T810. Đây cũng không phải là một cái nhân mới. Mình nghĩ rằng cái số điểm AnTuTu benchmark của nó loanh quanh chỉ khoảng hơn 100 thôi, nhưng thực sự là nó lại hơn đến 168.000 điểm. Đây rõ ràng là một cái số điểm nó tương tự với một con Snapdragon 636. Và thực chất là nếu các bạn bỏ ra 5 triệu để mua con máy này thì mình thấy rằng là nó không thực sự đem lại cho các bạn trải nghiệm tương tự với những con máy khoảng 5 triệu đồng đâu. Rõ ràng là con máy này điểm mạnh của nó không phải là cấu hình. Tuy nhiên nó lại có một cái là mình thấy khá là thú vị, đó là chúng ta sẽ có 3 phân vùng của bộ nhớ nha. Đầu tiên là chúng ta sẽ có bộ nhớ 16GB sẽ sử dụng cho hệ điều hành Linux, và một thẻ nhớ 128GB được lắp vào phía ngay dưới đây, chạy song song hai thẻ nhớ luôn để các bạn có thể copy game vào. Thì rõ ràng là bộ nhớ là một trong những điểm khá là mạnh của con máy này. Tóm lại sức mạnh bên trong thì có vẻ hơi cùi. Khi mà mình trải nghiệm tựa game Android trên đây, ví dụ như là PUBG Mobile, thì nó khá là đuối và mình khuyên là các bạn chỉ nên chơi tựa game ít ra như là Liên Quân hay Liên Minh Huyền Thoại Tốc Chiến mà thôi. Chứ còn Genshin Impact và những tựa game nặng hơn thì đây không phải là con máy sinh ra để làm điều đó. Thế bây giờ nó không chơi được game tốt mà nó lại là máy chơi game thì nó sinh ra để làm gì hả các bạn? Câu trả lời nằm ở đây. Chúng ta sẽ có một màn hình AMOLED nhìn khá là đẹp, chúng ta có khả năng zoom của con máy này luôn. Hơi tiếc một điều là các bạn hoàn toàn không có sự hỗ trợ của Google Play nha. Nó chạy Android 11 thuần, nó rất mượt, nó rất mát. Và có cả quạt tản nhiệt nữa, thế nhưng mà vấn đề là nếu như các bạn muốn tải những cái tựa game như là Genshin Impact thì bắt buộc
các bạn phải tải ở những cái kho ứng dụng như là TapTap. Mình cũng không xem được YouTube trên con máy này luôn là bởi vì nó hoàn toàn không có dịch vụ Google. Các bạn bắt buộc phải xem YouTube thông qua những cái trình duyệt web. Nó có khả năng zoom để có thể phản hồi cho những cái thao tác tay của các bạn, nhưng nó hoàn toàn là không có khả năng lắp sim, nên là không nghe gọi ở đâu. Đừng mong chờ những cái điều đó. Chúng ta sẽ có loa stereo, và theo những cảm quan của mình thì cái loa này nó cũng là ở mức khá là ổn. Tất nhiên nếu các bạn muốn nghe bằng tai nghe, chúng ta cũng có đây, đó là một cái jack 350mm. Đây là viên pin của chiếc máy, và các bạn có thể sạc ở công suất là 30W. Chúng ta sẽ có hai đầu C luôn. Đây là một đầu để các bạn có thể cắm USB OTG vào, và một đầu này chúng ta chỉ dành cho việc sạc mà thôi. Tất nhiên là con máy này cũng sẽ hỗ trợ xuất ra màn hình nha. Và đây là cổng mini HDMI, có nghĩa là các bạn hoàn toàn có thể dùng con máy này giống như là một cái tay cầm chơi game xuất lên màn hình, và có thể chơi rất rất nhiều tựa game đã có sẵn ở trong máy. Ok, quay trở lại vấn đề đi. Nó không phải là một con máy mạnh, nó cũng không có hệ điều hành Android có được hỗ trợ từ Google. Thế bây giờ mua con này về thì làm cái gì? Con máy này nó sẽ là dành cho những người đam mê chơi những tựa game retro. Bởi vì nếu như các bạn boot thẳng vào con máy này thì nó sẽ hiện lên đó là hệ điều hành Linux đã được cài đặt sẵn rất là nhiều những cái bao gồm PSP này, PlayStation này, System 1, System 2, PC Engine, điện tử 4 nút, Game Boy, có luôn cả Super Nintendo và Nintendo 64, hay có cả những cái dòng máy đã làm đến tuổi thơ của chúng ta như là Game Boy Advance, anh em ngày xưa hay chơi Pokemon Fire Red, Leaf Green là biết thừa con này nha, hay là có cả Nintendo DS luôn. Theo như trải nghiệm của mình chơi những cái tựa game như là God of War, Blade of Chaos ở trên PSP thì nó chậm và lag kinh khủng luôn. Thêm cái việc nó tối ưu không quá tốt, những cái quạt gió khi mà chơi trên Linux nó không được ngon. Rất là may mắn ở trong cái phần mềm Android của chúng ta cũng đã có được cài đặt sẵn tất cả các cái giả lập các hệ máy rồi, có cả PSP luôn, và khi mà mình chơi ở trên Android thì công nhận là FPS của nó mượt mà hơn rất là nhiều, nhiệt độ của nó cũng rất là mát mẻ nữa. Ok, đến bây giờ thì có thể các bạn nghĩ rằng nếu mà mua con này mức giá 5 triệu thì thà mua một con điện thoại Android xong cài giả lập vào có phải ngon hơn hay không? Thì đây là những cái mà các bạn sẽ có được khi các bạn sở hữu những con máy như thế này. Đầu tiên, trải nghiệm nút bấm của nó mình phải nói là rất khả quan. Những cái nút X, Y, A, B hay nút D-pad hay kể cả là những nút Joy-Con này phản hồi trên tay mình cực kỳ tuyệt vời. Và nếu như các bạn là những người đam mê consoles thì không cái gì tốt hơn là trải nghiệm vật lý cả. Khi chơi game trên điện thoại, các bạn sẽ cảm thấy khá là tù túng với những cái nút giả lập trên màn hình cảm ứng, nó không đem lại cảm giác thực tế. Và khi các bạn trải nghiệm trên đây, chúng ta cũng sẽ có lựa chọn với màn hình cảm ứng và có lựa chọn với các nút của chúng ta luôn. Một lý do khá là quan trọng nữa là các bạn sẽ tiết kiệm được khá thời gian tải game luôn, bởi vì có sẵn cho con máy này đó là một thẻ nhớ hơn 70GB của rất rất nhiều những tựa game khác nhau. Và để mà nói về cái sự ổn định ý, thì các bạn cứ yên tâm, bởi theo cá nhân của mình, vài tuần mình dùng con máy này thì nó vẫn rất là ổn định, nó không hiện tượng là lỗi vặt nhiều đâu. Thật sự là không lỗi vặt, bởi vì Android thuần trên đây làm việc rất là tốt, và Linux ở trên đây thì cũng rất là nhẹ nhàng. Con máy này hoàn toàn không có bloatware, và cái phần mềm của nó cũng không có quá nhiều thứ rườm rà. Tuy nhiên, con máy này nó không phải sinh ra để cho tất cả chúng ta. Các bạn muốn chơi game trên Android thì không nên mua con này nha. Bởi sao? Nếu các bạn mong chờ rằng là một con máy chơi game của Android với những cái nút giả lập như thế này có thể hỗ trợ cho những cái tựa game như là PUBG Mobile, kiểu như là các bạn có thể set up nút LR để ngắm, để bắn, để chúng ta có thể chơi game bằng nhiều ngón hơn, thì con này nó hoàn toàn không hỗ trợ những điều đó. Tuy nhiên rằng là với cái sự hỗ trợ không được quá tốt cho những tựa game Android thì mình nghĩ rằng là các bạn thà rằng mua một con điện thoại Android tầm trung, bây giờ có quá nhiều rồi. Mình không chê con máy này, nhưng mức giá là khoảng 5 triệu đồng thì nó sẽ chỉ thực sự dành cho những cái người mà đam mê những cái tựa game tuổi thơ mà thôi. Rất nhiều người ở ngoài kia mong chờ được sống lại những cảm giác được chơi game cùng gia đình, bạn bè. Và chốt lại, theo mình thấy đây là một sản phẩm để mấy lớn tuổi khoảng 8X đầu 9X có thể mua về và trải nghiệm thôi. Chứ còn với những người thực dụng chúng ta thì sống trong một thời đại mà Internet đã đến từ quá sớm, các bạn, các em Gen Z đã chơi đột kích từ những ngày xưa rồi, thì đây chưa phải một lựa chọn tuyệt vời.